Như thường lệ thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với Cà phê sáng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về những dãy phố cổ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Đầu tiên sẽ là khu Đại Thế Giới, tên tiếng Tây là Casino Grand Mon. Đây là một trong những sòng bạc lớn nhất Đông Dương trong thế kỷ 20, do thực dân Pháp lập ra vào năm 1937. Đại Thế Giới ngày xưa thì nằm trên đường Gadiani, đây là đường Trần Hưng Đạo B, và ngày nay thì nó nằm ở trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa quận 5. Ngay từ những ngày đầu thì Đại Thế Giới đã thu hút số lượng khách đến mức kỷ lục. Và trong những tuần lễ đầu thì số khách mà đến Đại Thế Giới để thử thời vận thậm chí có khi lên đến hàng ngàn người. Và lúc đó doanh thu mỗi ngày có khi đạt đến con số là 1 triệu đồng. Mà anh biết không, 1 triệu đồng bạc Đông Dương thời đó là vô cùng lớn. Và mỗi ngày thì sòng bài này nộp thuế cho nhà nước thậm chí là có khi là 200.000 bạc Đông Dương. Sau đó con số tăng dần lên 300.000 và thậm chí là có giai đoạn lên đến là 500.000 bạc Đông Dương. Đại Thế Giới là nơi được chính quyền thực dân Pháp bảo hộ, lập ra để mà thu thuế hoạt động. Và cái chữ Grand Mon treo trên cái cổng ra vào như là một cái sự đảm bảo cái tính hợp pháp của sòng bạc này. Sau năm 1954, khi mà thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam, thì Đại Thế Giới rơi vào tay của Bảy Viễn và nó trở thành nơi cung cấp tài chính cho hoạt động của lực lượng Bình Xuyên trong cuộc chiến giành quyền ảnh hưởng chính trị tại miền Nam Việt Nam. Vào đầu năm 1955, nhằm thống nhất lại các lực lượng quốc gia và cắt đứt nguồn viện trợ của Bảy Viễn, thì chính quyền Sài Gòn cũ đã cho đóng cửa sòng bạc Đại Thế Giới, lúc đó là sòng bạc lớn nhất của Đông Nam Á thời bấy giờ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về những dãy nhà cổ của người Hoa ở Chợ Lớn. Đây được xem là một cái di sản có tính giá trị kiến trúc cao của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày nay thì những căn nhà cổ còn tập trung trên đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Triệu Quang Phục hay là đường Lương Nhữ Học. Do cái quá trình đô thị hóa quá nhanh cũng như là những cái bất cập trong cái công tác bảo tồn, nên ngày nay chỉ còn một số ít căn nhà cổ còn giữ được cái diện mạo như là 100 năm về trước. Và kiến trúc nhà cổ ở Chợ Lớn thì có một cái đặc trưng như thế này, đó là hầu như các nhà thì đều có dạng là một trệt và một lầu. Tầng trệt thì dùng để buôn bán kinh doanh, còn tầng lầu là nơi ở cho cả gia đình. Và đặc biệt là mỗi nhà đều có một cái khoảng sân sau và ở đó làm cổng sau dùng để chứa hàng. Kiến trúc của nhà cổ Chợ Lớn là một kiểu kiến trúc đa dạng, nó vừa có nét cổ điển của kiến trúc Pháp, bên cạnh đó nó còn pha tạp cái nét kiến trúc của người Ấn nè, người Malaysia và người Singapore. Thực ra thì điều này cũng rất là dễ hiểu bởi vì ngày xưa có một lượng lớn người Hoa đến lập nghiệp và sinh sống ở đây. Hy vọng rằng là việc hiểu hơn về cái giá trị của những dãy phố cổ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ giúp cho công tác bảo tồn những dãy phố cổ này tốt hơn.